Sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lạc Khăm Phong đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đồng chí Vilay Lạc Khăm Phong được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời là lãnh đạo Bộ Công an đầu tiên được phong hàm Đại tướng Công an Nhân dân của Lào. Nhấn mạnh, hợp tác toàn diện chiến lược hai nước không chỉ là kinh tế, mà quốc phòng, an ninh cũng rất quan trọng chủ tịch nước mong muốn bộ công an hai nước tiếp tục phát huy truyền thống, tăng cường hợp tác chặt chẽ, đi vào chiều sâu, vừa xử lý những vấn đề chiến lược, vừa hợp tác trên những lĩnh vực cụ thể như đấu tranh phòng chống tội phạm mạng, công nghệ, phòng chống tội phạm ma túy, không để Việt Nam, Lào trở thành nước trung chuyển ma túy, hợp tác đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, vân vân. Đại tướng Vilei Lakhamphong Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lào trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp. Bộ trưởng đã thông báo với Chủ tịch nước kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Bộ trưởng Vilay Phong với Bộ trưởng Tô Lâm. Hai bên đã thống nhất những kết quả hợp tác đạt được trong năm 2021 và phương hướng hợp tác trong năm 2022. Bộ trưởng Công an Lào cũng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Bộ Công an Việt Nam luôn kề vai sát cánh giúp đỡ Lào, nhất là những giai đoạn khó khăn đến nay tình hình chính trị và an ninh trật tự của lào ổn định người dân ủng hộ chủ trương chính sách của đảng nhà nước kinh tế cũng có bước phát triển